Chào mừng các chị cô chú đã quay trở lại kênh YouTube Máy Xây Dựng Hồng Nhiên. Hôm nay Nhiên giới thiệu một cái chương trình khuyến mãi rất là đặc biệt của một con đục 30 ly. Mà các anh chị thấy nó mức giá nó rẻ, mình có thể là mình mua về mình bán cũng được, mình cho thuê cũng được, rồi mình xài cũng được. Nói chung là giá rất là rẻ. Thì cái con máy này là đục 30 ly nặng 15 kg. Con này nó nặng 15 kg mà đợt này nó có một chương trình khuyến mãi rất là tốt. Con này mấy anh chị thấy là cái thương hiệu nó là Osaka. À, Osaka thì cái con này điện 220, công suất là 1500W, dòng tua của nó là nó chạy 1900 vòng phút, giá của nó là giá 2,3 triệu. Nhưng mà đợt này là mỗi đợt khuyến mãi rất là tốt thì nó sẽ giảm cho mình tới mấy trăm ngàn là nó bán. Đợt này như bán chỉ có 1,900,000 thôi. Nên chị thấy là một con đục cũ bây giờ mất 1,5 triệu rồi, nhưng mà một con đục mới giờ có 1,9 triệu thôi mà nó tặng kèm hai cái mũi nữa. Ở đây nó tặng kèm cho chúng ta hai cái mũi, mỗi mũi nhọn rồi mỗi mũi dẹp trong này đó, rồi nó tặng kèm thêm mỗi cặp thang nữa, hai cái mũi nè đó. Nó tặng kèm cho chúng ta mỗi cặp thang đây, một cái bình nhớt rồi một cái khóa mở. Thì các anh chị mua con đục này về mình có thể là mình mua nhớt mình đổ đây, tại vì máy mới nó không đổ nhớt nha mấy anh chị. Mình mua mình lấy cái khóa này mình dặn ra mình đổ nhớt vô. Nhớt thì nhớt xe máy bình thường thôi, không có gì hết. Thì con đục này nó nặng 15 kg, giờ công suất của nó là đạt tới 1500, dây đồng 100% nha. Nó rất là mạnh. Nó xài con đục này nó xài rất là mạnh luôn. Mình có thể mình xài được nhiều thứ lắm. Đó. Thì mình thấy là ở đây đầu nó siết lục giác hết, tất cả tật nó siết lục giác hết. Đó, dây đồng 100%. Và cái sản phẩm này được công ty nó đang bảo hành là 3 tháng ha. Đó, nên là mình xài. Thì cái mũi này nó gắn rất là đơn giản như thế này. Bình thường các anh chị để như vậy, mình để cái mũi vô vậy ha, mình đúng cái ngàm ha, đúng cái ngàm này mình nhét vô, đúng ngàm mình nhét vô, mình kéo ra mình xoay lại cái là ok, mình đã gắn mũi ok rồi đó. Đó, vậy là mình đục thôi. Mình muốn mũi nhọn thì mình lấy mũi nhọn gắn vô. Thì sẽ test thử cho mấy anh chị xem một con máy chỉ với mức giá máy mới nhưng mà bán giá cũ ha, giá nó như là giá cũ luôn, bảo hành chính hãng nữa đó. Đục Osaka, thương hiệu thì thương hiệu Nhật thôi nhưng mà làm Trung Quốc nha mấy anh chị. Giá nó giá quá tốt rồi, giá nó cực kỳ tốt, đục mạnh dữ lắm. Đấy, một đục như thế này thì mấy anh chị cái tay này mình có thể mình xây tới xây lui. Thì mấy anh chị xài thời gian ốc mà lỡ nó có lỏng đó, mình thấy ốc lỏng đó là mình sẽ mở ốc ra mình siết lục giác lại cho nó cứng lại á. Ở trong này nó có lồng đền que ha, nên mình siết cứng lại. Tay thì bằng cái tay bằng nhựa thì trên nó coi như là nó chống giật tốt. Công tắc thì ở đây các anh chị thấy là nó có nút gài, bấm gài vô. Con này thì nó tài mẫu đó là 44, các anh chị thấy là mẫu của nó là cái đục, cái mẫu nó là mẫu BH65 đó, nên là go to xa to rồi, nó có bán trên thị trường rất là nhiều. Nên mình sử dụng máy này mình khỏi sợ nó hư mà không có phụ kiện ha, phụ kiện đầy đủ luôn đó. Thì đó là những cái chia sẻ của Nhiên về một con máy đục đang khuyến mãi giảm tới 400,000 lận mấy anh chị. Giá mới nhưng mà nó giống như giá cũ, còn có 1,900,000 thôi một con máy này. Thì mấy anh chị mua xài quá đã rồi, khỏi phải mua hàng cũ ha, giá rất rẻ luôn. Thì mấy anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ Máy Xây Dựng Nhiên qua những số hotline bên trên. Và mình sẽ nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái video mới nhất từ Máy Xây Dựng Hồng Nhiên và những chương trình khuyến mãi. Nói chung là cái năm 2020 này giống như là một cái năm đại dịch, nhưng mà Nhiên cũng là mỗi năm là coi như là siêu khuyến mãi cho mấy anh chị để mình phục hồi nền kinh tế ha. Mình mua rẻ về mình làm để mình có cái mình làm mình kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Rất là cảm ơn các chị cô chú đã quan tâm theo dõi, và bây giờ Nhiên xin chào. Hẹn gặp lại vào những video kế tiếp. Xin chào các chị cô chú nha.